Chevrolet Spark 21 form siêu nhân, xe chất xe gia đình, mẫu này riêng cực kỳ. Bạn nó bạn đủ có ABS luôn nha cô chú anh chị nha. Mâm theo xe nè, mâm của Chevrolet nè, mới lấy về thấy đẹp đẹp, cho anh đè ra cho anh quay luôn. Em này máy 1.2 gì đó, chạy tiết kiệm nhiên liệu. Bạn đủ nha, bạn gia đình đó bà con. Bạn có ABS, hai cụm đèn phía trước nguyên bản nè, chất sân rim còn nè. Nói chung kẹn trước kẹn sau có sân dập. Form dáng thùng mình chuẩn chỉ, đồng tôn mỏng, đăng kiểm tháng 11/23. Đó anh em che nắng che mưa lấy mẫu này về. Ghế là ghế da nè, ghế da nguyên bản của dòng Chevrolet nè. Đây bà con nè, nội thất đẹp. Trang bị là túi khí nè, hai túi khí nha, bên phụ bên tài. Bên đây chúng ta sở hữu hơn một cái túi khí nữa bà con. Tắp bì nè. Xe sạch lắm. Trăm mấy chục chai bà con về, bà con che nắng che mưa đi mẫu này lành lặn cực kỳ vô đối luôn. Bốn kính bấm hết toàn bộ nha, ghế là ghế da nguyên bản từ trong ra ngoài. Chốt 7 màu còn nè, hai bên sóng gân cửa là không có đâm pha. Tắp bì đẹp, keo chỉ hầu như là rin hết. Đây bà con, vỏ đâu đó còn được 60%. Mâm nguyên bản gầm bọc ở trong nè. Đời 21 của chú chị nhìn về gầm nè. Đó bà con thấy chuẩn không? Trải nghiệm cùng máy cùng với Trần Anh nha. Em này gốc Sài Gòn. Anh em ở Sài Gòn mua mẫu về sang tên đổi chủ là rất là rẻ tiền, đỡ được 20 triệu tiền bảng, có 3 triệu tiền thuế à. Kẹn sau có sơn lại. Nói chung mấy mẫu này chạy chắc chắn là phải có sơn dặm rồi, chứ không thể nào mà nói mà đè ra, cứ đè ra một chiếc xe nào mình cũng kêu rin rin hết được đâu. Được cái nó liền lẹt thôi, không cấn cũng lỗi thôi. Sạch sẽ nhá. Đây bà con nè, hệ thống keo chỉ nè, keo chỉ chất sơn rin nè, ở trong nè, ra ngoài có đầy đủ hết. Vô lăng trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Anh em trải nghiệm 129.000. Nha cô chú anh chị nha. 997 km. 120.000 thì máy bao rin rồi. Mở nó có vô lên. Tắp lô tắp bi phía trên là trang bị cho em nó là hai loa nghe nhạc đầy đủ, trần là trần nỉ hết toàn bộ nha. Sóng gân nè. Nó ít tiền thôi. Đây cục máy nè, cục máy này bao rin. Nổ em ru à. Đây bà con là mặt nắp cò chưa có dấu hiệu khui ra chỉnh lại, ron nguyên bản còn theo xe. Đây, bản đủ sẽ có hệ thống ABS, bản này là bao cô chú anh chị không có một ngày giờ taxi dịch vụ đâu. Nói chung mẫu này có taxi dịch vụ á, nhưng mà so với cái bản xe thôi. Cái bản mà ba máy là bản dịch vụ taxi, còn đây là bản 4 máy nha. Bản 4 máy nha cô chú anh chị nha, và đi đôi hệ thống ABS nè. Đó là gốc gia đình nguyên bản luôn, từ nắp capo tán còn chưa mở nè. Hai bên đẹp như thế này. Cục máy bao rin. 4 máy nhỏ gọn thôi. Em đang chạy đâu đó lên quanh 5-6 lít. Keo cho nó cabo nè. Keo hầu như là nguyên bản hết. Rin tuyệt đối. Đây bà con nè, hai bên chuẩn chỉ với nhau nè. Tán nó cabo chưa mở nhá. Đó, xe sạch sẽ không? Dọn dẹp làm đẹp, bán một cái mức giá cực kỳ là hợp lý cho cô chú anh chị luôn. Anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto. 21. Đó là mẫu gốc gia đình, không một ngày giờ dịch vụ taxi trên chiếc xe nha anh em nha. Đó là form dáng ok không? Đây là phần cốp sau Chevrolet Spark. Cái này mở bằng chìa khóa nha. Mấy cái mẫu này nói chung với cô chú anh chị thì chẳng có ai tua đồng hồ đâu làm gì. Cái xe có hơn 100 triệu ai tua đồng hồ. Ủa Vũ ơi, mở ra cái cốp cái Vũ. Cái cốp ở dưới đây á. Rồi, đây. Đây là bà con. Phía trong nè, hệ thống keo chỉ trong cánh trong. Rin nguyên bản hết toàn bộ, hai bên nè. Hai bên bon điện, chốt 7 màu của bát cửa nó còn nguyên rin như thế này. Chưa dọn nha, chưa dọn, mai lĩnh em đi làm nó mới dọn. Đó, bà con nào quan tâm mẫu này alo cho em. Xốp theo xe đầy đủ các tính năng nè. Được chưa? Sạch sẽ không? Đó, sạch sẽ nha. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm. Đây là phần gầm của em Spark siêu nhân. Đây là phần gầm nè. Xe chưa dọn gì nha. Đó. Anh em thấy không? Đó, anh em lấy về anh em chạy thôi. Gầm đẹp không?
gầm 21 khá là đẹp, không một tí gọi là mục mọ dưới phần gầm đâu, sạch sẽ khô réo. Áo quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto dọn dẹp làm đẹp hết, Trần Anh chị bán với một cái mức giá cực kỳ là hợp lý, 155 triệu. Cô chú anh chị mua bên Trần Anh bớt cho 5 triệu, 150, thoải mái không? Hỗ trợ bà con cô bác 30 triệu, không lãi suất. Áo khoái mẫu này alo cho Trần Anh Auto nha. Trần Anh khép lại chương trình tại đây này thôi. Trần Anh see you and goodbye.